Hồ Dạ xoa, nghe tên thôi cũng khiến con người ta liên tưởng đến một con quỷ nào đó đáng sợ, nhưng, đây là một vùng đất thánh thiêng ở Tây Tạng, nổi tiếng với vẻ đẹp tự nhiên tuyệt mỹ và mang ý nghĩa tôn giáo sâu sắc, đối với Phật giáo Tây Tạng. Nằm ở độ cao khoảng 4.600 mét trên mực nước biển, trong dãy núi Niền Khẩn Tang La, hồ này không chỉ thu hút các tín đồ Phật giáo Tây Tạng, mà còn hấp dẫn khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới giúp cảnh quan hùng vĩ này. Kính thưa quý vị và các bạn! trong chuyên mục khám phá hôm nay vta xin phép được cùng quý vị và các bạn đến với những thông tin bí ẩn về vùng cảnh quan tuyệt đẹp và không kém phần huyền bí đó là hồ dạ xoa hồ dạ xoa chứa nhiều bí ẩn và truyền thuyết thú vị thu hút không chỉ các tín đồ phật giáo tây tạng mà còn cả những người yêu thích khám phá những điều kỳ bí dưới đây là một số điều bí ẩn nổi bật về hồ dạ xoa theo truyền thuyết hồ dạ xoa được xem là nơi cư trú của các vị thần và linh hồn bảo hộ các tín đồ Phật giáo Tây Tạng tin rằng, hồ có năng lực đặc biệt giúp tẩy rửa lỗi và thanh tẩy tâm hồn. Những người hành hương đến đây thường cầu nguyện, dâng hương và thực hiện nghi thức tôn giáo để cầu mong sự bình yên. Màu sắc của nước thay đổi tùy chọn trong tiết lộ, góc chiếu sáng của mặt trời và mùa trong năm. Đôi khi hồ có màu xanh lam rực rỡ, trong khi những lần khác lại mang sắc xanh ngọc, hiện tượng này vẫn chưa được giải thích rõ ràng và nhiều người cho rằng sự thay đổi màu sắc là do những hiện tượng tâm linh. Một số du khách và người hành hương kể lại rằng họ đã trải qua những hiện tượng tâm linh khó giải thích khi đến hồ dạ xoa, họ có cảm giác bình yên lạ thường, những giấc mơ kỳ lạ, hoặc cảm giác giác như có ai đó giang ở bên cạnh mặc dù không có ai ở đó. Các nhà sư cho rằng đây có thể là biểu hiện của sự tương tác với các linh hồn bảo hộ. Nhiều người còn nói rằng, họ đã nhìn thấy những hình ảnh huyền bí trên mặt hồ, khi trời trong và góc sáng vào những buổi chiều. Những hình ảnh này có thể là bóng của các vị trí thần thoại. Những hình ảnh này được chọn là thông điệp từ các thần linh, truyền tải lời chúc phúc hoặc cảnh báo đến những người có duyên nhìn thấy. Truyền thuyết về các vị thần tài hồ Dạ Xoa mang đậm màu sắc tâm linh và sự tôn kính của người dân Tây Tạng đối với thiên nhiên và các vị thần bảo hộ. Trong số những vị thần được thờ phụng tại đây, có rất nhiều câu chuyện nổi tiếng về các vị thần hồ này. Nữ thần hộ mệnh của hồ Dạ Xoa, theo truyền thuyết, là Roma là một nữ thần mạnh mẽ và giàu lòng từ bi được xem như người bảo vệ chính của hồ dạ xoa và vùng đất xung quanh. Người dân tin rằng bà là một trong các Daikini. Những người hành hương đến hồ dạ xoa đều tin rằng, chỉ khi tôn kính và có lòng thành kính mới nhận được sự bảo hộ từ Lamodroma. Nữ thần này được chọn là người rất nhạy cảm với lòng thành của người đến cầu nguyện, và sẽ trừng phạt những ai không tôn trọng hồ. Quý vị và các bạn thân mến, trên đây là những thông tin về vùng đất có tên là hồ dạ xoa trên cao nguyên Tây Tạng. Quý vị và các bạn thấy hay thì hãy ủng hộ kênh bằng nút like và nhấn đăng ký kênh để cùng khám phá những vùng đất hấp dẫn. VTA xin cảm ơn quý vị và các bạn.